cầm đang quay á, quay quá này. Ôi chuẩn bị. Mắt này. Đang bắt đầu trượt đây. Bây giờ cũng 4 giờ rưỡi chiều rồi. Trượt tăng này nữa chuẩn bị đi về. Bên đây người đông quá. Đó, bà xã quần màu hường, áo màu trắng. Ôi, trượt thấy ghê chưa? Đó. Lúc này trượt tiến bộ hơn người xưa nhiều à. Xe cầu trước nè, xe cầu trước, xe ghê, có ghê chưa, một chiếc cả triệu đô đó. Đẹp ghê chưa, chuẩn bị cầu tuyết để cho người ta chạy ban đêm. Ok. Đang quay mà. Thôi quay được rồi, khỏi chụp đi.